mình sẽ chốt đơn. Chốt đơn. Chốt đơn. Mình đi với nhau mình làm gì? Chốt đơn. Mình đi ở trong bệnh viện mình làm gì? Chốt đơn. Mình đi ở nhà với cậu ba mình làm gì? Chốt đơn. Rồi mấy má ở nhà cậu ba. Ừ, chốt đơn. Rồi liệu đáp rồi. Là các em. Các em ơi, đóng học phí đi. Học phí của mình là bao nhiêu? 9K. Rồi bây giờ mình sẽ ghi sản phẩm sữa tắm hoa hồng. Có. Rồi lên sữa tắm hoa hồng đó mọi người ơi. Tinh chất hương hoa hồng sang chảng. Rồi bây giờ mọi người ơi, mình đang có cái sữa tắm hoa hồng với mức giá là 109k nha. Bây giờ ok, bây giờ này đây với ok trời ơi Dũng ơi Dũng. Rồi bây giờ mình sẽ lên sản phẩm sữa tắm hoa hồng. Đó. Lấy cái gì? Đây nè, hoa hồng. Lấy gì xài? Hoa hồng. Không, đây. Anh thích đi. Cả nhà mình ơi, ai anh ai mà không? Mình thích cái gì ta? Anh thích cái mùi mà anh nó đọc mình mà. Nó thơm mà thơm. Ủa, kiểu như là baby nhưng mà một viên kẹo vậy thì mình chốt cái đơn cái em hoa hồng này liền. Biết luôn á. 500ml. 500ml mà có 99k. Quá rẻ quá rồi cả nhà mình ơi. Rồi mọi người lẹ nha. Còn mấy cái này có tắm sữa hoa hồng không nè, có không? Trời nhìn da này mọi người ơi, sạch không? Sạch. Mỡn không? Mỡn. Chốt ra. Có mút ruột nè. Có mút ruột nè. Trời ơi, dở đến đanh quẹt. Có mút ruột nè. Tại sao cứ dở tay đầy hoài vậy ta? Rồi mọi người lẹ nha mọi người nha. Để sợ lấy dí, sợ lấy dí. Cả tại cái tay này, bóng này nặng quá. Chói quá, chói quá mọi người ơi. Sợ lấy dí, chói quá. Rồi, sữa tắm hồng mình chốt đơn sữa tắm hồng lại lên. Sữa tắm hồng mình tắm vô mình được cái gì nè? Mình được tắm hôm nè. Rồi mình được cái gì nữa nè? Sạch sâu da nè. Mình được ai ra đâu? Mình được cái gì nữa nè? Chẳng da nè. Đó, mọi người chốt đơn lẹ lên ha. Đi một về máy. Về 50. Đi một về máy. 100. Đi. Cái mùi này mùi gì? Sữa tắm này là sữa tắm gì? Các em nào thích cái mùi nhẹ nhàng, dịu dàng, nồng nàn, ngọt ngào thì mình chốt mã gì? Sữa tắm hoa hồng. Với mức giá bao nhiêu? 109k. Chết rồi. Hoa hồng. Cái đơn 10.000. Cái miệng hư. Sữa tắm 10.000 là mọi người còn 10 người 100.000. Với mức giá bao nhiêu? 109. Thơm. Thơm. Nó thơm, rất là thơm cả nhà mình ơi. Đó. Đây, và em này thôi thì là chiết xuất hoa hồng nè, mà có chiết xuất mật ong nữa. Cho nên là nó sẽ giúp cho cả nhà mình gì? Có một cái làn da rất là mịn màng ha. Sáng nè, mịn nè, mướt nè, ai đụng vô cũng đã đó. Thật sự là mình có một cái làn da mịn nha, là khi mà mình rờ vào là mình tự cảm thấy mình sướng luôn rồi. Không cần phải đợi tới người khác đụng mới sướng. Đúng chưa? Đó. Rồi mình ra với cái mùi hương rất là nhẹ nhàng, dịu dàng, nồng nàn như vậy ha. Thì ví dụ như một ngày làm dài rất là mệt mỏi đi. Đó, về nhà tắm một cái thôi là nó xả hết bao nhiêu muộn phiền, bao nhiêu stress. Ok chưa? Hồi xưa mà muốn tắm như vậy thì phải làm sao? Ngắt từng cánh hoa hồng. Bây giờ không cần. Trời ơi, nhiêu đây? Xịt vô đâu ạ? Cái bồn tắm sao mà đang ngồi vậy nè? Trời ơi, đang nói ngồi thư giãn tắm cho cái bồn nó thích lắm mọi người ơi. Nó thơm, nó thoang thoảng, nó thơm lắm mọi người. Rất là đã. Rồi, nhanh chóng làm gì ạ? Chốt đơn. Nhanh chóng làm gì? Chốt đơn. Lên chỗ nhà mình với mức giá chỉ còn lại là 109. Với mức giá chỉ còn là 109. Trời ơi, quá rẻ mọi người. Bao nhiêu mã? 100 mã. Lên 100 mã. Lên đâu? Chốt đơn. Chốt đơn. Chốt đơn. Chốt đơn. Chốt đơn. Cả nhà mình cần tư vấn về cái sản phẩm nào thì cứ để lại comment nha. Em sẽ tư vấn cho mọi người luôn ha. Rồi, lát nữa mình sẽ có kem chống nắng nữa nha cả nhà. Đó, ai muốn lên kem chống nắng thì đợi chút xíu. Lát nữa mình sẽ lên mã kem chống nắng cho mọi người luôn. Có ngoài em chốt, lát nữa ngoài sẽ tới nha mẹ yêu nha. Chốt đơn cho bốn chị đáng yêu. Gọi tên chị Hoa nè. Hoa, 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 Hoa. Nói thấy con, nói thấy nha Mai Kim nha. Đâu rồi, đổi lột ra rồi mà. Để nào lột cái này đâu rồi? Cái nào? Em đây đi. Đưa cho mình. Uống chưa? Uống miếng rồi. Rồi vậy lột cái này đi đưa cho nó. Nó sợ có bầu má ơi. Vậy? Uống nước có bầu má. Trời ơi, bả chính diện lắm. Đó, ok chưa? Đó, mọi người thấy chưa? Hôm nay My xinh đó mọi người. Trời ơi. My còn tóc xinh quá kìa, mọi người khen nãy giờ luôn á. Nhảy bài đi. Nhảy một bài đi. Nhảy bài đi My. Blackpink, Blackpink. Thôi giấc cái núi dạ. Trời ơi. Ủa là có vú rồi hả? Bữa nay. Ha 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 ha
nổi. Ủa là sao? Này, lên bài nhỏ chúng ta đã quá chính xác. Chốt hai đơn này nhé rồi. Si hoa sầm hai sen tên là si son sao. Đã chốt hai đơn. Cảm ơn tình yêu luôn nha. Rồi mình chấm chút đơn cho mọi người. Nói ngoại con đâu, ngoại con là hiện tại là nàng ngoại con là đi làm ấy rồi. Đi làm ấy ở bên Campuchia rồi nghe. Tí về tới giờ á. Mười. À, đang chuẩn bị lắm. Ừ, đây nó để là 19 giờ, 19:40 nè. Quá trời rồi, gọi tên cây con chốt đơn. Xe tường dê đê báo, xe tường dê đê báo, xe tường dê đê báo, xe tường dê đê báo. Trời ơi, có voucher. Trời ơi, lên voucher luôn mọi người ơi, voucher nè mọi người. Có voucher 10k, 20k, 40k. Hút hết liền các em ơi, voucher rẻ lắm rồi. Nha, ok chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ lên sản phẩm gì đây? Bây giờ mình sẽ lên tiếp tục cho cả nhà mình sữa, rửa, mặt, chùm, ngay. Cả nhà chờ mi một tí xíu rồi, tí sau mi quay lại. Ủa đâu vậy? Không có bán. 9:30 bán lận. Đi sớm. Đi ra đó kẹt xe. Kẹt xe đó. Đi tới là ta bán xong luôn rồi mà. Thôi, ở đây đi. Ở đây mà có đây nè, đây thấy mà. Bà không ra được tới chỗ đó đâu, bây giờ kẹt xe mãi rồi. Đông lắm. Bữa nay đẹp gái thì ngồi đây cho mọi người coi. Nói đi. Bây giờ tôi chưa coi luôn á. Có gì coi phó bông hả? Bà nói giờ đó, bà hỏi lửa mày phải đi bộ mày chưa coi phó bông hả? Không, chưa được thấy luôn rồi. Luôn nói dối làm cho á. Thầy con. Thiệt. Đừng có xạo. Thầy cũng vậy mà. Thầy luôn hả? Thầy cũng vậy. Ủa bắn mà. Ê, lâu cái thầy. Mình đi tết cô rồi đó. Thiệt hả? Thầy con. Nhưng mà không có cho đi đâu, đang live stream ở đây mà mình đi mà mình rồi sẽ đừng dê để báo ơi, mình nhanh chóng mình chốt đơn nha. Rồi bây giờ mình lên mã gì đây, cho bé đi luôn hả mọi người, đừng cho bé đi. Đúng rồi, ở đây đây, ở đây không, vô đây, vô đi chứ, đi đâu rất thư rất không ở đây, em ra đó không có được, bây giờ là kẹt xe trời ơi. Mẹ em đang ở đâu? Dạ mình đang live stream mà chẳng có nhỏ này, đứa nào bày ra cái trò đó mày đúng không, hỏi em lành quá. Rồi mọi người ơi, lát nữa mi nó sẽ trở lại cho mọi người nha. Nó sẽ rồi, không thoát được khỏi vòng tay của chúng ta đâu mọi người, yên tâm ha. Rồi ok chưa? Cả nhà mình nhanh chóng mình chốt đơn nha cả nhà mình ơi. Nội ơi múa đi. 5, 4, 3, 5, 6, 6. Múa đúng không? Bây giờ mình đúng múa đúng không? Yên ơi Yên. Bây giờ mình off xong mình lên lại được không Yên? Tại vì bé này bây giờ nó đi á. Mà đang live bằng máy này của bé. Được không? Ok. Rồi mọi người ơi.